Hôm nay ông cô tí sửa con diều 5 mét. Bay được. Bay được. Diều này chắc được 3 mét, à được 2 mét như mấy. 2 mét chứ tồi. Rồi 3 mét. Nhưng mà nó to. Tát quá. Mày đi thử tàu, diều tàu. Làm gì đi? Cửa diều. Sao? Có sao đâu. Đấy diều. Dán màu đen hả? Ừ. Cái này cái túi gì mà nó cắt ni lông. Dán vào làm gì? Mày lấy hương, mày đốt hương à? Sao đâu? Tao chăng gì mày nếm mà. Bằng nhau thì bằng cây à? Đúng rồi. Lấy cái đèn led thì mình dán vào đây cuối thả mới hay. Gió được chín nên bay được lâu. Nhưng khi gió phải to trong nhà có mà có một lô đấy chị đây để đựng đồ đấy. Mẹ lấy cái gì đó mẹ cho kia được chứ. Màu đen là cho lên trời cho nhìn thấy rõ nay trời mới trắng phình chẳng thấy con gì đâu. Gọn cái này vào.